Alo, ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ mày. Video này thì Khải mới có một người inbox mua cái áo của Khải nè. Chung là ok, bán hôm trước Khải mua 3k5. Khải bán lại 3k. Áo thổ cũ rồi nè. Áo thổ phục hồi 40, 39, sinh lực 130, thời gian đọc 30. Trong áo này cũng dạng như là đang cũng khá là đẹp rồi trong thời điểm hiện tại. Tại vì chưa có cái áo nào mà sinh lực cao đỡ cho có thể công lôn. Công lôn mang nè. Khải nghĩ ông này mua để cho công lôn. Anh em nhìn sơ qua cái áo anh em cũng biết rồi. Chủ yếu là cái dòng này nó đặt đẹp đẹp ở chỗ ở dòng sinh lực anh em. Đó, nói chung tầm này áo này cũng quá đẹp rồi. Tại vì mua cái áo OLED rồi nên là phải bán áo này lại thôi anh em ơi. Được, hãy chúc mọi coi chết đúng mạng chưa. Đúng ạ, chưa. Nói chung là đồ cũ thì cũng người mới ta thôi anh em. Cũng người mới ta thôi. Chứ nhiều khi nói anh em chứ tìm mặc áo này làm gì có nữa mà anh em mặc. Rồi. Đó, phục hồi 40, sinh lực 130. Kháng banh 9, giảm độc 30. Cái phần giao dịch này anh em đã đồng ý rồi á. Đỡ vô là nó hay nhấp nháy anh em. Ok, đúng hạn rồi. Rồi ok. Đó, bày áo được 3 kim, lấy kim lấy tiền Momo rồi nè. Rồi, ok anh em xem cho Khải một like chia sẻ nha. Khải có bán gì Khải sẽ up thêm mà nè. Tại vì đồ khá là nhiều, tại vì tồn rất là nhiều, không bao nhiêu. Bán thì cứ 2-3 kim, 1-2 kim thì đầy nè.